1. Phạm Quỳnh Thư năng si Việt Nam. Bức hình của hai cô gái không giống nhau nhưng lại khiến cư dân mạng nhầm là một. Sở hữu gương mặt cute và thần thái như Idol Boy, cô nàng Phạm Quỳnh Thư sinh năm 1998 hiện đang là sinh viên năm cuối trường Đại học Luật, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ nổi tiếng khi được nhiều người gọi là chị em song sinh của nữ thần sắc đẹp Hàn Quốc Nam Si. Thường ngày dù cô cười cợt hay không với đôi mắt to tròn, mái tóc nhuộm vàng cùng với sống mũi cao nét nào ra nét đó, cô nàng thật chẳng khác gì một Nam Si bản Việt. Từng chia sẻ về lý do lựa chọn ngành học và cơ duyên đến với nghệ thuật của mình, cô gamer thủ này cho biết rằng phụ thân mẹ mình đều là công chức nhà nước nên từ nhỏ cô đã được giáo dục và sớm tiếp cận với ngành này nên quyết định theo ngành luật. Tuy nhiên, bản thân chính cũng rất đam mê nghệ thuật. Hình ảnh của Quỳnh Thư liên tục bị bạn bè và cư dân mạng nhận định cực giống với Nancy. Không những đẹp tươi như thần tượng Hàn Quốc, cô nàng cũng khiến nhiều người khâm phục bởi nhiều tài lẻ như hát, nhảy, chơi nhạc cụ. Suốt 12 năm học phổ thông, Quỳnh Thư luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, điểm đầu vào đại học của Thư là 25,5 điểm cho 3 môn văn, sử, địa. Hiện tại, ngoài việc học, Quỳnh Thư cũng đang là thành viên của nhóm nhạc Usagi tại công ty giải trí Tăng Nhật Tuệ Production, với nghệ danh là Mina. 2. Bùi Thị Hồng Hạnh Kim So Eun Việt Nam. Hồng Hạnh được cư dân mạng ưu ái với tên gọi thân yêu mến là Kim So Eun Việt Nam. Với gương mặt hết sức bầu bỉnh, đôi mắt to tròn cùng làn da trắng cô nàng được nhiều người gọi bằng cái tên thân yêu mến là chị em song sinh của nữ diễn viên Kim So Eun. Trước khi nổi tiếng cô nàng còn được biết đến như là host chuyên khoa công nghệ thông tin trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm, thành phố Hồ Chí Minh. Riêng trang cá nhân của cô nàng hiện tại đã thú vị hơn 65.000 lượt theo dõi, khác biệt cô nàng còn là hốt hiếm hoi khi có dấu tích xanh nhờ vào ngoại hình đẹp tươi và độ hoa của mình trong thời gian qua. Hơn trên hết khi được hỏi bản thân cảm thấy thế nào khi bị đưa ra so sánh với Kim So Eun, nữ sinh khẳng định bản thân cô cũng có niềm nở tới điều này, nhưng cô nàng vẫn hay đùa rằng rõ ràng là mình sinh trước cô ấy mà, sao lại gọi mình là bản sao được nhỉ? Trong lần chia sẻ thế hệ nhất cô nàng cho biết thêm, thật ra em thấy cũng không giống lắm, chỉ có một số hình giống thôi à, với lại cái này cũng tùy cách nhìn của mỗi người ấy. Những bức hình xoàn ngày của Hồng Hạnh đăng tải trên mạng xã hội luôn thú vị sự để ý với hàng nghìn lượt theo dõi. Chia sẻ về tương lai, Hồng Hạnh cũng khẳng định bản thân đang có rất nhiều ý muốn, ngoài việc làm mẫu ảnh như hiện tại cô nàng cũng muốn thử sức với nhiều nghề khác. Nhưng có lẽ trước mắt vẫn là lấy bằng tốt nghiệp và nối tiếp trao dồi kỹ năng làm mẫu ảnh. 3. Võ Xuân Châu Thư bị nhầm là hốt di Trung Quốc. Châu Thư Soàn Xuyên bị nhầm là hốt di Trung Quốc. Võ Xuân Châu Thư là nữ sinh chính đang theo học chuyên ngành kinh doanh quốc tế, Đại học Hoa Sen, thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu ghi tượng cầm mắt, đôi mắt to tròn cùng làn da trắng, Châu Thư có lẽ là một trong số ít những cô gái Việt bị nhầm là hốt di Trung Quốc. Thậm chí trên mạng xã hội cô nàng có trên 32.000 lượt theo dõi thì trong số đó hơn một nửa là các fan hâm mộ đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Độ phủ sóng của cô nàng gần như minh mông khắp các diễn đàn châu Á và phần nửa Việt các bình luận hoàn toàn bằng tiếng Anh và một số nước khác dưới những bức ảnh cô đăng tải đã chứng minh điều đó. Trước khi nổi tiếng, nữ sinh còn khiến nhiều người tuyệt hảo bởi bản thành công 12 năm liền là học sinh giỏi, trong những năm học đại học cô vẫn liên tục giành được học bổng khuyến học. Những hình ảnh của nữ sinh phủ sóng trên rất nhiều trang mạng xã hội Trung Quốc, Hàn Quốc và cả Nhật Bản. Với gu thời trang đa dạng từ trẻ trung năng động cá tính cho tới nữ tinh quyến rũ cô nàng khiến nhiều người không khỏi thốt lên, trời sinh sao đúng một loài người hoàn hảo đến vậy chứ. Không những thế, cô nàng cũng từng được cư dân mạng đặt cho danh xưng là hốt di tóc kém bởi những xuất hình cực cầm mắt của cô nàng khi cắt tóc ngắn. Hiện tại ngoài việc học hành Châu Thư còn tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa không giống nhau và trong đó việc làm mẫu ảnh cho nhiều show thời trang có lẽ là điều khiến cô ưu ái nhất. Với những ưu điểm nổi trội về ngoại hình lẫn các hoạt động cô nàng cũng đang hoàn thiện bản thân để có thể lấn quý phái hoạt động giải trí và thử sức vào công việc kinh hải doanh lĩnh vực thời trang. 4. Trịnh Thị Ái Phi Lưu Diệp Phi Bản Việt.
Ái Phi Soàn Xuyên bị hiểu nhầm là chị em thất lạc của thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệp Phi qua nhiều khung hình. Trịnh Thị Ái Phi sinh năm 2000 quê ở Kon Tum, hiện đang sinh sống và học tập tại thành phố Hồ Chí Minh, sinh ra trên một số fan ba gia về trai xinh gái đẹp, cộng đồng mạng nhiều người vẫn biết tới cô nàng bởi nhan sắc có phần giống với thiên thần tỷ tỷ của màn ảnh Hoa ngữ là Lưu Diệp Phi. Đặc biệt, Ái Phi không phải là anh hùng thế hệ nổi, khi trong bản thành công thi nhan sắc của mình, nữ sinh 10 này từng là Hoa khôi Đại học Tôn Đức Thắng 2019, Miss Phong Cách 2019, Á khôi Duyên dáng Tết Sinh viên 2019. Những bức hình khá giống với diễn viên xứ Trung của Ái Phi. Không chỉ cô te giống ngôi sao đình đám xứ Trung, trước đó nữ sinh này còn có thành công học tập tốt khi 12 năm liền đạt học sinh giỏi, từng tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Năm lớp 11, Ái Phi từng đạt giải ba Olympic vật lý toàn quốc. Cô nàng từng chia sẻ bản thân mong muốn theo đuổi đoạn đường nghệ thuật sau khi ra trường dù gia đình không có ai tham gia lĩnh vực giải trí và luôn định hướng cho cô theo ngành luật. Tuy nhiên trước mắt, nữ sinh 10 vẫn tập trung cho việc học của mình, Ái Phi luôn nhận thức được rằng muốn thực hiện được ước mơ của mình, bản thân cần cố gắng nhiều hơn nữa. 5. Phùng Thị Quỳnh Nga, chị Nguyễn Thu Quỳnh. Chị Nguyễn Thu Quỳnh và Quyền Nga có rất nhiều nét giống nhau, thậm chí nhiều người còn cho rằng nữ sinh là em gái thất lạc của nữ diễn viên. Cách đây không lâu khi bộ phim Về Nhà Đi Con làm mưa làm gió trên sóng truyền hình, nhiều cư dân mạng bất ngờ phát hiện cô nàng Quyền Nga là bản sao hoàn hảo của nữ diễn viên Thu Quỳnh Giai Huệ. Nhờ gương mặt cô ta cùng những đường nét không khác gì bản chính, cô nữ sinh Quyền Nga được rất nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng. Thậm chí trên trang cá nhân của nữ sinh này mỗi khi đăng tải luôn nhận về hàng nghìn lượt yêu mến, kèm theo đó là những bình luận khẳng định phải chăng gamer thủ này là em gái chị Huệ. Sau khi gây được sự để ý bởi nhan sắc được ví như là bản sao của chị Huệ trong bộ phim Về Nhà Đi Con, Quyền Nga rất vui khi được nhận xét có ngoại hình giống diễn viên mà mình yêu mến. Với cô, diễn viên Thu Quỳnh luôn là hình mẫu lý tưởng và đầy sự ngưỡng mộ. Hiện tại cô nàng vẫn đang tập trung cho việc học, vì là học sinh cuối cấp nên cô cũng có những ý muốn sẵn cho tương lai của mình. Cô cũng hy vọng trong tương lai có thể biến thành diễn viên để diễn chung với những thần tượng của mình trong showbiz.